giờ không biết gọi chú hay gọi anh nè. Dạ, anh là tên gì ạ? Dạ, tên Vũ. Hả? Tên Vũ. Tên Vũ hả? Anh Vũ là năm nay nhiêu tuổi? 50. 50 hả? 50 mà nhìn nhung cụ 80 ha. Với anh siêu bạc giang hồ vô gia cư nhiêu năm rồi? Qua cũng 19 năm. 19 năm rồi. Trời, qua Mỹ năm nhiêu tuổi rồi mà mình đi diện gì? 9 tuổi rưỡi. 9 tuổi rưỡi. Anh đi diện gì? Rồi sao mà cơ duyên nào mà đẩy đưa mà đi tới con đường này vậy? Thì tính là hãng giờ vô gần khu nhà anh nhưng mà anh là đi lang thang được bao nhiêu năm rồi? Đi lang thang cũng 19 năm. Đi lang thang 19 năm. 19 năm không, nhưng mà em nói anh là bắt đầu năm bao nhiêu tuổi thì anh đi lang thang, là khoảng 30 tuổi phải không? Ừ, đúng. Ừ, nhưng mà anh có gia đình vợ con gì chưa? Hả? Có vợ hai con. Có vợ hai con. Ở trước đây anh làm nghề gì? Trước đây làm tiện. Làm tiện hả? Tiện biển với lại... Làm biển. Cũng làm biển. Với lại... Cái chung kết. Rồi em hỏi anh nè, rồi hình như anh nhậu dữ lắm phải không? Em thấy ngồi gần anh là mùi rượu không luôn á, là nghiện rượu nên mới đi lang thang phải không? Đúng không? Thấy uống rượu quá chịu uống luôn mà. Cao thủ quýnh pizza nổi tiếng ở đây đó hồi xưa đó. À, cao thủ quýnh pizza đó hả? Pizza đó, chấp quýnh một tay không đó, cao thủ đó. Vậy hả? Nhưng mà quýnh pizza sao mà cuối cùng... Người ta chơi, người ta gài, thằng ba đó nó vô ghiếp rồi bị bắn luôn. Con người nó mới có cuối cùng giờ quá tỉnh là được cái gì. Mấy năm trước tờ khảo không biết gì luôn đó. Là người ta gài gì? Thuốc phiện hả? Thuốc phiện rồi bắt đầu đi chơi. Tụi ca ghi qua bắn nó nữa mà, nó bị bắn mà. Bắn cái gì? Bị bắn nó chứ. Bởi vậy bây giờ nó bị, hồi trước nó bị đầu óc nó bị chạm, nó bị đâu có cái hay biết gì nữa đâu. Ủa nhưng mà ông bị bắn là bắn vô đâu? Người ta bắn nó đó, quýnh ăn, nó quýnh bây giờ ăn người ta quá, người ta cái tụi khác nó ghét nó bắn nó. À coi như là chơi pizza giỏi quá mà giờ lang thang luôn đó. Thì đó coi như là nó là pizza nổi tiếng nhất ở đây là hồi xưa là nó. Vậy hả? Rồi bây giờ còn chơi được không anh? Trời, nó đâu ấy đâu, giờ mà muốn ấy là phải kìm nó cay nó lâu đó rồi cho nó giờ này từ từ nó quýnh da rất là giỏi. Vậy hả? Là bây giờ ông vẫn còn nghiện rượu hay là nghiện cái kia luôn? Cả hai. Chết cha, ông nghiện cả hai luôn hả? Nhưng mà nó cũng ok, nó không có quậy phá, không có này kia nó chứ. Hồi xưa chính nó là người ra mà vô hỏi tiền nó là cầm cơ gõ đầu người ta đó để gieo gió gặp bão. Vậy hả? Nó mới bị là nó. Nó đang quýnh pizza mà nào vô chỗ nó quýnh pizza mà xin tiền này kia nó là cầm cái cơ gõ đầu người ta đó. Gõ đầu người ta rồi người ta có bị sao không? Thì gõ thì kiểu gõ là đi ra vậy thôi chứ không phải là gõ cho ấy đâu. Nhưng mà ngược lại giờ nó bị cả đáo lại. Vậy hả? Anh Vũ có mấy người con? Hai đứa. Hai đứa? Một trai một gái hả? Hai đứa trai. Rồi bây giờ nó có biết ba nó lang thang gì không? Rồi nó có cho ba tiền hay là gặp ba gì không? Không, nó ở nhà ông vợ đâu, về thăm. Nhưng mà anh có biết vợ với con hiện tại đang ở đâu không? Thì con vợ cũng làm dọn dẹp khu nhà nước. Rồi anh đi lang thang sống ngoài đường như vậy là 19 năm rồi. Rồi còn giấy tờ tùy thân cái gì không? Có quốc tịch không? Quốc tịch thì chưa. Quốc tịch Việt Nam chắc có. Quốc tịch Việt Nam vẫn còn hả? Vậy hả? Đi lâu quá rồi còn quốc tịch Việt Nam vậy nữa, mấy chục năm rồi. Coi như là cuộc đời anh á là xa cơ thất thế là vì nghiện đó. Nghiện rượu, nghiện thuốc. Rồi nghiện pizza nữa hả? Có nghiện cờ bạc không? Không. Nghiện mấy cái kia đủ chết người ta rồi, nghiện chi cho nhiều. Rồi có bao giờ mà nghĩ là mình làm lại cuộc đời hay là cứ như vậy cho đến khi mình chết hả? Cuộc đời là bây giờ.
hết cửa không em này xong. Ừ. Bơ vơ. Ừ. Cái ngày xưa anh bị bắn là đâu anh? Ở Molisa. Molisa. Ừ. Không phải bạn bắn nhưng mà bên đây rồi, bên đây chết chết lửa. Xuống quăng ra xuống đất mà nó căng đổ nó cùng dính vô thời. Rồi ban đêm thường anh ngủ ở đâu? Hả? Ban đêm ngủ ở đâu? À, ban đêm ngủ mới về. Dạ, dạ, dạ. Anh đang uống cái gì ạ? Rượu. Bia à? Ngày không cần ăn gì chỉ còn uống bia thôi là vui. Là tội nghiệp anh Vũ nghiện 19 năm lang thang rồi, cũng vì mấy cái nghiện nhưng mà cũng nó hủy hoại cuộc đời mình ghê luôn á. Ngày xưa cái lúc đầu mà anh chơi hàng là ai rủ mình hay là mình tự chơi hay sao? Có như không ai rủ. Dạ, lần đầu tiên không ai rủ. Mình tự hả? Tự ra. Tự mình chơi rồi tự nghiện rồi tự hư hỏng luôn. Dạ rồi. Như cuộc đời anh vậy là xong luôn rồi đó. Anh có biết là cuộc đời anh sẽ lang thang như vậy hết cuộc đời đến khi nào chết thôi không? Tại vì không có tương lai. Mà có buồn không hay là thấy là như vậy là ok? Không buồn luôn. Chấp nhận số phận luôn. Không buồn thương gì hết. Dù mà nói chuyện với anh Mẫn á, còn thấy có tương lai chứ nói chuyện với anh Vũ là thấy đi rồi đó. Phải, phải nó tại vì nó bị con vợ lắm thôi, con vợ đúng rồi nhưng mà. Ủa sao ông Vũ, ông Mẫn mới nói bị bắn rồi giờ tới phiên vợ đập. Vậy vậy gặp con vợ đó, tại nó cũng lâu lắm rồi. Ừ. Con vợ nó còn vợ nó còn cái gặp đầu nó, ông Vũ như vậy không nhớ Vũ không? Sao có một con người mà nhiều câu chuyện quá vậy? Không, tại mình biết có cứ nó cũng bị rồi, kể lại không? Để thì cũng vợ bỏ đi chắc chẳng còn bỏ đi luôn, rồi nó bị rồi nó buồn đâm ra nó không chết. Ủa Mẫn? Chứ đâu phải bị bắn. Sao tới ông này kể là vợ bị vợ đánh chứ không phải là chứ đâu có ai mà bắn không kìa. Ừ. Bị cái tay nó cái tay nó cũng bị mà. Cái đó là nói làm cái gì? Bản vợ làm hai nhất đầu. Cái đó thì bị. Cái đó là nó bị vợ nó khám cái tay nó con bị vợ đập nó xong rồi con vợ bỏ đi luôn. Sao vẫn con. Ủa nhưng mà vậy là thường phải kêu cảnh sát lại. Tao nói xuống bể rồi cũng chết. Nó thôi chồng nó như vậy nó hiện trong nhà băng nó đâu còn gì cả đống luôn á. Vợ đi hết rồi không còn gì hết. Ừ. Nhà băng nó còn gì không nhưng mà phải tìm được con vợ nó ký giấy thì nó mới lấy ra được. Không, nó nằm phương. Nhưng mà vợ có được tự lấy được không? Không. Không luôn. Cái chuyện gia đình của mình cũng nói hiểu không mà cái chuyện vậy. Tại vì á khi mà vậy á là vẫn bỏ cho nó cái account nhà băng trong 25.000 trong nhà băng nó mặc vợ nó cũng không lấy được mà một mình nó lấy cũng không được. Nó muốn lấy tiền phải có vợ nó ký. Rồi xong cái tiền nó ngầm trong đó luôn. Bây giờ 25.000 từ hồi xưa bao nhiêu trời từng lời biết bao nhiêu rồi. Bây giờ nó bệnh rồi mà nó đâu biết. Sống 19 năm lang thang rồi đâu biết gì đâu. Cái hồi mà bị vợ đánh vậy rồi sao cái đó mình kêu cảnh sát được mà. Cái lỗi chứ mà chở vô kêu anh ông đang tới chở về thu luôn là nếu anh tỉnh dậy không biết gì hết nó kiểu khờ vậy á con người khờ rồi coi như nó bị lúc cái đó cảnh sát họ điều tra lúc, được mà lúc bệnh có những người cha chứ nhưng mà vợ là người Việt Nam đẹp lắm hả? Vợ người Phi. Vợ nó người Phi đâu phải Việt Nam. Phi Việt Nam vậy hả? Phi mà có con nhỏ con gái đẹp nữa thì ổng cũng đẹp mà cha đó phải vợ đâu con vậy không á ổng cũng đẹp mà chứ ông đâu xấu đâu. Tại vì vậy chị
nữa rồi tới bà là thành rồi người đại hàng luôn. Ừ. Đó. Rồi lát cái lát nữa thêm người nhảy ra là kể câu chuyện khác nữa, cái bà vợ người Campuchia tới bà nội. Rồi Philippines phải không? Đúng rồi, Philippines không gặp đầu. Thiệt tình luôn. Dạ, Philippines. Sợ quá nó bỏ đi mất mẹ đâu cho biết tâm lý. Sao vậy mới? Sao rồi? Giờ là có 25.000 trong nhà băng là ai nói là ông có mà biết, ai ông tự tưởng tượng, ông chơi hàng ông tự tưởng tượng. Nó còn tiền trong nhà băng đầy đủ. Coi như những người mà chơi nó bây giờ là về cái. Vậy hả? Mà giờ không lấy được thôi. Phải có ý kiến của vợ nữa. Rồi giờ 25.000 đó mà lấy ra chơi hàng nhiều à. Trời ơi, được bao lâu rồi Dũng ơi? Hả? Nếu 25.000 nữa lấy ra mà kéo được bao lâu? Hả? Nhiều à. Nhiều à. 10 tháng. Là tháng 2.500 hả? Chơi chơi mạnh gì không? Có 25.000 mà ông chơi có 10 tháng à, ông chơi ông nội ta rồi. Rồi xong luôn. Thôi, ông này là tôi nhìn tôi thấy vô phương cứu chữa rồi đó. Bây giờ là tỉnh rồi chứ trước thời gạo nó có như tiền đưa cho nó bao nhiêu chạo nhớ vậy. Vậy hả? Là coi như là ai mà cho tiền là có người lấy ông cũng hay đó phải không? Giờ giả dụ như em cho anh tiền là anh có biết cất không? Giờ bây giờ tỉnh chưa? Chứ nhiều lúc tôi cho ông. Bây giờ tỉnh khôn hả? Bây giờ tôi cho ông tôi sợ ông làm mất quá. Không xóa cục phen nữa. Vậy hả? Giờ là biết rồi, biết đồng tiền hả? Ừ. Giờ giấu tiền kiếm còn lại. Giờ giấu tiền kiếm được luôn hả? Giờ giấu tiền kiếm không ra luôn á. Chết cha căng vậy. Thôi thì giờ anh ngồi đi chơi đi, chút xíu nữa thì nghe cho anh tiền nha. Nha. Rồi. Hôm nay thì giống như là nói chuyện đi vô gia cư sĩ với mọi người. Chị tên gì? Tina. Tina. Tina đi lang thang nhiêu năm rồi? 7 năm. Mới 7 năm à? Dạ. Rồi có vợ chồng, có chồng, có con gì không? Em có 2 đứa con trai. Có 2 đứa con trai. Rồi tại sao mà đi lang thang chơi hàng đúng không? Không. Chơi hàng thì cũng hồi chơi bây giờ thì cũng chơi. Không chơi hàng sao mà rụng răng? Thì hồi đó em đi làm á, vậy em đi làm, em đi cho họ, em đi học. Em đi học giờ lớp 7. Rồi cho học dẫn đi chơi á, cô giáo dẫn đi chơi á, đi ra ai đó chạy chơi cái đi tập chết á, cái gãy răng hết em té, anh té xuống tập cái gò cái cục đá bự vậy nè. Dạ à. Tập cho mẹ 4 cái răng luôn. Bây giờ đi mình đi lang thang cái rụng hết nữa luôn. Dạ. Dạ. Ủa chị là bạn gái của anh Vũ mới nãy phải không? Không có. Ủa chứ sao bà, nói là gãy đi bà nội ơi, bà anh mới bà anh mẫn à, bạn gái anh mẫn lộn. Không có. Không có. Vậy hả? Dạ không có. Bà ghét mày giờ bà nó không có. À nhưng mà ở với ông Mẫn được mấy năm rồi? 5 năm. Vậy hả? Rồi giờ vẫn còn đi lang thang chung mà không yêu nhau nữa. Nên là không đi chung à. Vậy hả? Giờ sao ghét nhau vậy? Không, em không kết nữa. Cái cần có nhiều lượng tụng quá. Hiểu không? Dạ. Bây giờ cái trắng đời không thích nữa. Vậy hả? Bây giờ em ở cho bây giờ em ở trong đường khúc. Ủa rồi giờ em hỏi chị nè. Rồi chị lý do tại sao chị đi vô gia cư vậy? Nha. Đây. Em thấy ông tại em chết rồi em mới tránh nạn quá em mới đi. Ông bị gì mà ông chết? Ông bị ông bị lính á, ông đi lính bị bắn chết đó. Ủa là mới đây mới 7 năm đây hả? Ủa thời đó là ông đi chiến tranh gì mà bị bắn chết? Ông đi chiến tranh ở bên Mỹ nữa. Ông ở bên Mỹ nhưng mà sau này là mới 7 năm đây là đâu có chiến tranh gì đâu mà bắn chết. Nó no, sao em đi cho con em ông chết rồi, ông chết rồi. Ông vậy chết bà rồi. Nói ông Mẫn giận ông bỏ ông đi rồi kìa đó thấy không? Chữ mà ra, ông bên có cho em đâu. Vậy hả? Hiện tại chị ngủ ở đâu? Chị đang... Để em ở trên cái sân làm cho cái sân ở gần khúc á. Cái sân ở xe bên á. Em giận dịp đó. Ừ. Rồi mấy bà mấy cường mới dặn em xuống đây chơi em mới xuống đây không đâu biết đâu. Ừ. Em mới chỉ ngay về đây đâu.
À vậy hả? Thì dạ, chắc thì mai kêu phải không? Dạ. Chị kêu người này là người nọ kêu bà. Rồi chị Mai là chị Mai là bạn em. Không, chị Mai với chị là bạn nhau. Chị Mai dạ, với chị là bạn nhau. Dạ. Ừ. Là em đi mấy năm cũng đi mấy năm rồi, đi 3 năm, 3 4 năm này chứ mới gặp lại chị đây nè. Cái gì chị? Dạ dạ. Ấy cùng gấp hết á. Cùng gấp hết á chứ đâu làm mới gặp hết. Sau lưng cái chỗ mà sơn sơn á, sơn trên TV đó. Dạ, sơn trên chân phung đó. Mà nó mới sống lại gặp lại chị. Chị còn ba mẹ hay còn gia đình gì đó? Dạ, ba mẹ mất hết lâu rồi. Ba mẹ cũng là đi chính ở bên Trung Quốc á. Dạ. Mất rồi. Nhưng mà trước đây chị làm nghề gì mà chị... Lúc em làm đi bằng làm cái vali á. Làm vali á. Làm mấy cái leather. Rồi đi lang thang vậy rồi. Lúc trước mà khi mà chị đi lang thang là chị có nhà cửa hay có gì không? Còn, em có muốn cái phục mình á cho người ta ở nè, cho người ta hại mình làm cho mình đi vô. Để người ta hại mình, làm cho mình mất nhà mất cửa. Cũng dính vụ kia mới tiêu tan đúng không? Không, nếu em muốn dính lại giúp người ra vô ở à. Nên ra vô ở vào em còn đi làm nữa. Em còn đi làm nhà hàng nữa. Ừ. Em làm nhà hàng ở trên ấy là có người tán chuyện rồi. Ừ. Em tán chuyện mới đi làm sang rồi đi bụng. Ừ. Để em bảo em giúp dân hàng đâu chị. Dạ. Bây giờ em nói là em cầu xin Chúa, nói xin Chúa, Chúa mới tập thương em á. Cho em có nhà cửa lại lần bà em đi. Tôi nghĩ chắc Chúa không cho nổi nữa đâu. Bà đi cái bà đi cỡ này Chúa cũng cứu nổi bà nữa luôn á. Em coi tại vì á mình mà vượt lên hay không là do mình với Chúa Phật cũng cứu nổi dạ, đâu. Em sẽ có một thời gian em sẽ có. Em nói là kêu giờ hàng ngày chị sống bằng nghề gì, kiếm tiền sao, ăn em sao? Em biết là em cho nhà làm cho nhà cho chân đó ngày là cho em ăn cho em uống. Vậy hả? Dạ. Dạ em đâu có cần mua đồ ăn. Không cần mua đồ ăn gì hết. Không. Ừ. Có đồ ăn rồi uống luôn đó luôn. Ừ. Dạ. Đi lang thang 7 năm là sống trên cái đường Beo Le này đó. Sống vô rừng khúc đó vậy. Nghĩ hả? Dạ. Không có xin ai việc làm gì để mà kiếm tiền. Việc làm đang xin rồi nó thể để dài bữa nó kêu em vô dọn dẹp trên nhà hàng ở trên bún bò bé đó. Ngày xưa chị đẹp lắm phải không? Dạ. Mà sao tự nhiên để gì uổng quá à? Lấy ông chồng đi. Lấy ông chồng gì? Lấy ông chồng Việt Nam đi, ông Hoàng á. À. Đi biển, có ngày đi biển có gốc con rang với chị nè. À. Rồi ông có với ba chi tay, rồi có đi cá coi với Mẫn nè. À, vậy hả? Hoàng đó đó. Cũng thời gian khổ lắm, bầm dập bơm mướn nhà ở chỗ khác chứ không phải ở trong khu này. Ừ. À, đó, lấy ông đó cũng lâu lắm. Ông Mẫn ở với ông Mẫn cũng lâu lắm hả? Em ở trường giúp em trường thứ hai người em á nè, ở mấy trăm mười mấy năm rồi. Ừ. ba mấy năm, bốn mấy năm rồi. Ừ. Nhà em thấy vậy á, cái thứ này ăn nhậu rồi về tỉnh tập em đi làm về mà do con một cái em mệt đó. Chị là có quốc tịch giấy tờ gì không? Rõ chưa? Vẫn còn có mất hết rồi, đang cấp hết rồi, anh dám mất kết rồi mới ra đây nè. Có bao giờ bị tù tội gì chưa? Em chưa có tù tội á. Chưa bây giờ có tù tội gì hết. Ừ. Chị là năm nay chị nhiêu tuổi chị? 58 tuổi rồi. 58 tuổi hả? Dạ. Yeah. À, em mới ra vừa đời em được bốn mấy tuổi, 45 tuổi, 45, 46 tuổi. Ừ. Dạ em ra. À, dạ em, con em lớn rồi, là con cái em lớn rồi, chán quá rồi. Thì con cái nó lấy, con em nó lấy vợ rồi, vợ em nó lấy con Mỹ. Nó lấy con nhỏ Mỹ đó rồi, nó hai ở trường nó nói chuyện không cho mình, nói chuyện rồi. Con mình, con trai mình lo cho mình với gì bả dần. Chị có anh em bà con gì ở đây không? Dạ không có. Không có ai hết? Không, con mình nè. Ba mẹ là mất hết rồi. Ba mẹ mất hết rồi. Rồi con thì ở xa. Con ở xa. Nó không có lo gì cho nó mình. Nó lo cho nó mới gọi tiền chuyện. Mai không có giấy tờ, chị có đầy đủ phải không? À, chị Mai còn giấy tờ. Sô có đầy đủ chứ. Ba mất hết rồi, chị là phải còn giấy tờ đầy đủ. Chứ có điều thích đi lang thang thôi. Mình là tôi chỉ lang thang. Chị là mất hết rồi đó. Mình là ăn cắp hết của mình đó. Gặp bữa lâu lâu nhà ăn cắp hết rồi. Xin lại được mà chị. Bây giờ xin lại tôi nhiều tốn tiền đó. Tốn tiền xin không nổi phải không? Xin không nổi tốn tiền. Thầy ra cho con em giúp. Con vô nó chửi. Em nhìn có những người em nghĩ cũng còn có thể trở lại cuộc đời. Cho em thấy nhìn chị Gina là thấy chán lắm luôn nè. Thấy không biết làm gì luôn á.
Dạ mình cái miếng trắng là cứ mình cứ cái miếng trắng là nó làm gì giờ? Dạ dạ dạ. Đấy, thôi cũng mong cũng mong là chị Chúa sẽ thương chị, giúp cho chị trở lại cuộc đời. À giấy em trắng nặng rồi chứ còn gì không? Dạ. Nặng dạ. Cái cuộc đời sống của em rồi. Dạ. Sống này mà cứ sống lang thang như vậy. Ừ. Nhưng mà có gia đình có hai đứa con rồi nhá, con vợ nó là thương vợ được hơn mình. Ừ. Ha, để mình làm cái vợ nó hai vợ chồng gây lộn mình thôi mình bỏ đi. Dạ dạ. Để dạ. Nó ở cho vui vẻ đi, mình chịu con cái đi cho rồi. Dạ. Mình ra đây mới xuống mướn nhà ở đây, mướn nhà ở đây cho mấy dân họ ở nè. Rồi về nhà này ăn cắp ăn trộm xem rồi đang nè. Nói ngày hút có lần cỏ mà hút hoài vậy. Vậy mà bà nói ngày uống một lần, hút một lần. Chị Mai, em thấy ở đây vô gia cư còn đông hơn bên Cali á chị Mai. Ở đây là nhiêu đây người Việt Nam là hết rồi đó hả? Còn ở bên business kia. Cũng còn một nồi nữa hả? Còn ở bên business Việt Nam cũng nhiều lắm chị. Trời ơi, quá trời luôn. Ở business đó, ra bình, đường người dân đều le ra đường business cũng có người Việt Nam đó. Thôi giờ hôm nay nói chuyện chị cũng gì, em gửi cho chị tiền để chị có cái mà mua đồ ăn uống rồi ha. Dạ, cảm ơn em nhiều. Mong cảm ơn chú sẽ nhiều. Thương chị, cho chị có một cái sức khỏe. Em còn xin hoài rồi. Sức khỏe em đó. Cầu xin gì chú với Phật là cầu xin Phật với Chúa cho nhưng em do được. Mình nữa chứ không phải bà cầu xin mà được nha. À, phải làm cái gì phải làm cái gì biết. Ừ. Em biết chưa? Ok em rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Cả nhà ơi, hôm nay thì là Nga có một cái buổi trò chuyện giống như là lâu lắm là không có phỏng vấn những anh chị vô gia cư, nhưng mà vô tình đi qua đây thì là đi vô cái chỗ ăn uống, cái chỗ chợ Tân Bình đó, thì gặp chị Mai. Thế chị Mai nói là ở đây anh em vô gia cư đông lắm chứ nha, cho mỗi người ít tiền xài đi, ai cũng khó khăn hết. Thì là hôm nay là Nga gặp được anh chị đây. Nếu mà hôm nay mà em mà bay về là không có gặp được đâu, mà tại vì là em phải làm cái chương trình kia đó, thì là hôm nay mới gặp được mọi người. Thì hôm nay cái buổi trò chuyện ngày hôm nay Nga cũng có gì là Nga sẽ gửi cho mỗi người ít tiền ha, để mọi người có tiền đi xài ha. Dạ, có cái chuyện gia chị tiếng Nga nhiều nha. Dạ, rồi, cảm ơn chị Tina. Anh nhìn với chị gia với chương trình của chị Hoài. Chương trình dạ, chị tưởng chạy tiên lắm. Coi hả? Chị là người ở đâu chị Nga? Em là Hồng Kông. Hồng Kông hả? Dạ. Hồng Kông là sao nói tiếng gì giỏi vậy? Thì bà đang mặc tiếng gì? Ở cái mặt bà này tay đẹp lắm luôn, mặt bà là rất là đẹp luôn á. Giống như là diễn viên điện ảnh Hồng Kông á. Giờ là Hồng Kông rồi. Giờ bà là Hồng Kông rồi, bên hông chợ lớn. Dạ. Bà cũng Hồng Kông rồi, bà lên hông chợ lớn mọi người. Thôi tiếng Nga chờ đã tối rồi, bây giờ chắc 9 giờ rồi mọi người. Thôi bye cả nhà nha. Dạ, cảm ơn chị Tiên Nga nhiều nha. 9 giờ rồi, thôi nha bye nha. Nga bye tất cả mọi người nha. Rồi, đó cho mọi người xem là cái cuộc sống ở Houston nó hâm lát cũng rất là nhiều mà rất là khổ mọi người. Trò chuyện thì Nga cũng thấy rất là thương, nhưng mà mình đến mình trò chuyện rồi mình cho mỗi người một ít tiền nữa chứ cũng không biết như thế nào. Nay là ở đây có tổng cộng bao nhiêu người ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người đó. Nga sẽ gửi tiền cho mọi người nè. Thôi Nga cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã coi được cái hoàn cảnh sống của những người rất là khó khăn, khốn khổ ở tại Mỹ. Đa phần là lang thang, vô gia cư hâm lét, nhưng mà được cái là vô gia cư ở đây nhìn họ rất là sạch sẽ mọi người. Mẫn quanh về rồi kìa. Trời, tôi tưởng Mẫn đi là tôi không có đưa tiền được cho anh Mẫn rồi. Thôi, bye nha. Bye, chị Nga.